Lê Vi Ký, chương 20 Tội lỗi và hình phạt Chúa phán dạy môi xe Còn nói với dân Israel rằng Bất kỳ người Israel hay ngoại kiểu nào Đem con cái mình dâng cho thần Mô Lắc Phải bị xử tử Nhân dân sẽ ném đá người ấy Ta sẽ đối địch với người ấy và Sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân Vì dâng con cái mình cho Mô Lắc nó đã làm ô nơi thánh ta và xúc phạm danh thánh ta nếu nhân dân che mắt làm ngơ khi đem nó dâng con cho mô lóc và không xử tử nó ta sẽ đối nghịch nó và nhà nó khai trừ nó và những kẻ đồng lõa với nó vì tội thông dâm với mô lóc ta đối nghịch với những người cầu hỏi đồng bóng và phù thủy mà thông dâm với chúng nó và sẽ khai trừ nó khỏi nhân dân. Phải đặt mình riêng biệt và thánh hóa vì ta là Chúa, Đức ký Trời các ngươi. Phải giữ và làm theo các luật của ta, ta là Chúa, đứng thánh hóa các ngươi. Ai rủa cha mẹ mình phải bị sư tử, nó đã rủa cha mẹ mình và máu sẽ ở trên nó. Nếu một người đàn ông gian dâm với vợ người khác vợ người nắng giềng cả hai đều bị xử tử nếu một người ngủ với vợ của cha mình thì xỉ nhục cha mình cả người đàn ông lẫn người đàn bà đều bị xử tử máu của họ sẽ ở trên đầu họ nếu một người đàn ông ngủ với con dâu mình cả hai phải bị xử tử việc họ làm là một hành động đồi bại máu của họ sẽ ở trên họ nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với đàn bà. Cả hai đã làm một điều đáng ghê tởm Họ phải bị xử tử, máu họ sẽ ở trên đầu họ. Nếu một người cưới cả mẹ lẫn con, đó là một việc ác. Cả hai phải bị thiêu trong lửa để không có tội ác giữa các ngươi Nếu một người đàn ông giao so hợp với một con thú, người này phải bị xử tử và con thú phải bị giết chết. Nếu người đàn bà đến gần để giao hợp với một con thú phải giết cả người lẫn thú cả hai phải bị xử tử máu họ sẽ ở trên đầu họ nếu một người đàn ông cưới chị hay em gái mình hoặc cha khác mẹ một mẹ khác cha ăn nằm với nhau đó là một điều sỉ nhục họ phải bị sỉ nhục trục xuất khỏi nhân dân người đàn ông này đã làm nhục chị em mình và phải mang tội mình. Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn bà, đang thời kỳ kinh nguyệt, làm đổ ra nguồn máu của người đàn bà, và người này cũng để lộ nguồn máu mình ra, cả hai phải bị trục xuất khỏi nhân dân. Đừng gian dâm với chị anh em gái của trai mẹ mình, vì như vậy là sỉ nhục một người bà con người Cả hai người đều phải mang tội. Nếu một người ngủ với vợ của chú hay bác mình thì làm xỉ nhục chú hay bác mình, họ phải mang tội và sẽ chết tuyệt tử. Nếu một người đàn ông lấy vợ của anh em mình, đó là một điều ô ấy, họ sẽ tuyệt tử. Phải vâng giữ và làm theo tất cả các quy luật và sắc lệnh ta để xứ ta sẽ đem các ngươi vào cương ngủ, sẽ không mở các ngươi ra. Các ngươi đừng sống theo phong tục của các dân tộc ta sẽ đuổi ra trước mặt các ngươi ta ghê tẩm họ vì họ đã làm tất cả những việc đó nhưng ta hứa với các ngươi các ngươi sẽ chiếm hữu đất hứa ta sẽ cho các ngươi đất ấy làm sản nghiệp là đất tràn trề sữa và mật ong ta là chúa đức chúa trời các ngươi đứng đã phân cách các ngươi với mọi dân tộc vậy các ngươi phải phân biệt giữa loài thú, loài chim tinh sạch và không tinh sạch. Đừng để cho mình bị ô uế vì bất cứ loài thú, loài chim, loài bò sát nào. Ta bảo cho các ngươi biết là không tinh sạch. Các ngươi phải thánh cho ta. Vì ta, Chúa là thánh. Và ta đã phân cách các ngươi khỏi mọi dân tộc. Để các ngươi thuộc về ta. Người đàn ông hay đàn bà nào hành nghề đồng bóng hay phù thủy giữa các ngươi phải bị xử tử. Các ngươi phải ném đá họ. Máu họ sẽ ở trên họ.